Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc nghị bàn mưu kế phá giặc của triều đình, Trần Quốc Tuấn đã trình bày với Thượng Hoàng, Đức Vua và các tướng về những đường đi nước bước của giặc. Chúng sẽ xuất phát từ Thiện Xiền trên đất Vân Nam vào nước ta bằng cả hai đường thủy bộ. Đoàn thuyền chiến với lương thực sẽ đi vào mũi Ngọc Sơn của ta, từ đó tiến vào Vân Đồn qua Cửa Lục và Bạch Đằng Giang ngược về Vạn Kiếp. Từ đó chúng ta đi khắp nơi. Sau cuộc nghị bàn của triều đình, cả nước sôi sục khí thế giết giặc lập công. Khắp các làng quê, dân binh luyện tập, dân chúng tải lương, vận chuyển binh khí, binh sĩ rầm rập kéo quân lên tận biên thủy hoặc đi chấn giữ các vùng hiểm yếu. Quân giặc đã ngạo nghễ tràn vào đất nước ta với hơn 700 chiến thuyền và hơn 12 vạn quân cùng lương thực thực phẩm. Trong cuộc kháng chiến này, Trần Quốc Tuấn vẫn rất lưu ý việc sử dụng kế thanh giá, tức là vườn không nhà trống để gây hoang mang lúng túng cho giặc. Quân ta đang biến những kế sách vạch ra thành hiện thực như thế nào? Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Ngưng lại xây lâu, Hưng Đạo sai căng tấm bản đồ vẽ trên nền vải lên tường đại sảnh. Thượng tướng Trần Khánh Dư vừa giúp quốc công treo xong bản đồ, liền đưa cho ngài chiếc khuyên dài chừng một sải tay. Đứng trước bản đồ, ta thấy một người oai phong lẫm liệt, mắt sáng râu dài, lông mi bạc trắng, vẻ mặt nghiêm cẩn, tựa như quốc công đang chỉ huy một trận đánh lớn. Ngài nói, giọng sang sảng: "Tâu Thượng Hoàng, tâu quan gia, năm nay giặc vào hẳn sẽ đi theo các đường sau đây." Ngọn roi ngài chỉ vào nơi có tên Thiện Xiển và nói: "Giặc sẽ xuất phát từ Thiện Xiển trên đất Vân Nam, rồi theo đường Quy Hóa Giang mà vào nước ta. Hẳn là giặc sẽ đi theo cả hai đường thủy bộ xuôi về Bạch Hạc. Lại từ Bạch Hạc, chúng có thể lấy sông Phú Lương để tiến chiếm Thăng Long. Tuy nhiên, đây không phải là cánh quân chủ yếu, nên chúng không đủ sức vào Thăng Long, mà có thể nó sẽ là một mũi đánh về Vạn Kiếp." Tiếp đó đầu quay lại chỉ vào chữ Tư Minh, rồi kéo thẳng sang Vĩnh Bình, đều nằm trên đất giặc. Ngài nói: "Giặc sẽ tập hợp đại lực lượng ở đây để tiến vào nước ta. Sẽ có một cánh quân từ Vĩnh Bình tiến vào Khâu Ôn, lấy đường Thiên Lý tiến chiếm Ải Lão Thử Chi Lăng. Cánh quân này có thể tiến thẳng về Thăng Long, nhưng có nhẽ nó sẽ về hội tại Vạn Kiếp." Rồi quốc công đẩy đầu que ngược về Tư Minh: "Tại đây sẽ có một cánh quân nữa đánh vào Lộc Châu, quật sang cướp ải Khả Đi qua đường Động Bản Sơn Động, chiếm ải Nội Bàng, rồi băng về Vạn Kiếp. Chắc đây sẽ là cánh quân lớn nhất." Đầu que lại giật về phía đông và dừng lại nơi chữ Khâm Châu của tỉnh Quảng Đông, là nơi giặc tập trung quân thủy. Quốc công nói: "Khoảng hơn 12 vạn quân thủy với hơn 700 chiến thuyền, trong đó có gần 100 thuyền tải lương sẽ xuất phát từ đây để vào mũi Ngọc Sơn của ta. Từ đó tiến vào Vân Đồn, qua Cửa Lục và Bạch Đằng Giang ngược về Vạn Kiếp." Tới đây quốc công dừng lại nhìn mọi người. Triều Minh Vương Trần Quang Khải hỏi: "Theo dữ liệu của anh Quốc Tuấn thì các mũi tiến quân của giặc đều hướng về Vạn Kiếp. Vậy có phải anh cho ý đồ của giặc lần này quyết chiếm Vạn Kiếp rồi lấy đó làm căn cứ đầu cầu để chúng tỏa đi khắp nơi?" Trần Thánh Tông cũng hỏi: "Không thấy anh Quốc Tuấn nói giặc đánh chiếm Thăng Long, vậy lần này có thể Thăng Long phi chiếm địa chăng?" Hưng Đạo Vương có ý chờ mọi người hỏi tiếp, rồi ông giải tỏ mọi việc luôn thể. Vui Nhân Tông cũng hỏi: "Bá phụ dự liệu đường tiến binh của giặc như vậy, có nghĩa rằng lần này giặc quyết chiếm Vạn Kiếp. Ai cũng biết Vạn Kiếp giữ vị trí chiến lược trọng yếu. Vậy chớ nếu ta bỏ Vạn Kiếp, thì phòng tuyến chiến lược của ta là vùng nào?" Thấy các câu hỏi đều xoay về một ý và cùng có vẻ băn khoăn, Hưng Đạo liền nói: "Tâu Thượng Hoàng, tâu quan gia, về các đường tiến quân của giặc lần này không khác mấy so với lần trước, bởi vào đất ta hiện nay chỉ có bằng ấy con đường. Duy có điều khác là lần này giặc coi trọng về quân thủy, nên có một mũi tiến binh rất lớn bằng đường biển. Cuộc chiến năm Ất Dậu ta phản công giặc vào mùa mưa lụt, lại đúng lúc triều cường nên giặc bị động. Với địa thế nước ta sông ngòi chằng chịt, mùa lụt mỗi bước đi là phải dùng đến thuyền bè, nhưng giặc lại không có thuyền, thành thử các trại giặc đều bị cô lập. Khi ta tiến công, chúng không thể ứng cứu cho nhau được.
Để phá thế cô lập ấy, lần này giặc dùng quân thủy và thuyền chiến với số lượng khá lớn. Vậy giặc phải chiếm cái địa bàn sung yếu và bậc nhất của ta để cho quân thủy của chúng làm chủ. Vì thế, nhất thiết giặc phải chiếm Vạn Kiếp. Nếu không, đám quân thủy ấy phải trụ ở Vân Đồn. Quân thủy của giặc trụ ở Vân Đồn thì hai quân thủy bộ chúng khó liên kết được với nhau để tạo ra sức mạnh. Và nếu giặc hội quân ở Vạn Kiếp thì giặc có tiến chiếm Thăng Long không? Tờ, Thăng Long là mục tiêu tối thượng của giặc, thôn tính một nước mà không tóm thâu được kinh đô của nước đó, thời cuộc xâm lăng ấy không đạt được mục đích. Lại như, nếu ta để cho giặc chiếm từ Lạng Châu, Vạn Kiếp, Vân Đồn, Thăng Long và cả Thiên Trường nữa, thì quân ta giữ địa bàn nào làm địa bàn chiến lược để phản công đuổi giặc? Tờ, nếu ta dụ được giặc giải quân trên địa bàn trải rộng như vừa nêu, tức là ta đã căng mỏng sức giặc ra, và như thế cũng có nghĩa là việc đuổi giặc ra khỏi bờ cõi, ta đã đi được nửa chặng đường. Địa bàn chiến lược của ta lần này theo ý thần nên chọn vùng Chí Linh, Đông Triều, Giáp Sơn, Bằng Hà, Long Hưng, Tháp Sơn. Còn Nam Sách Vân Đồn có thể đánh chặn giặc từng khúc, gây tổn thất nặng nề cho chúng, nhất là về lương thực, rồi mở đường cho nó đi qua. Sau đó ta lại nhanh chóng chiếm lấy. Địa bàn này có thể phải giành giật mất đi chiếm lại tới nhiều lần. Tâu, muốn căng mỏng giặc ra thì phải khéo dụ giặc. Giặc không chỉ muốn chiếm địa bàn chiến lược của ta, mà còn chiếm cả Thăng Long, và hơn hết là phải bắt được vua của ta. Cho nên phải lừa cho chúng lúc nào cũng tưởng như vua ta đang ở phía trước nó. Kỳ thực Thượng Hoàng và quan gia đang ở một nơi an toàn nhất để coi thế trận và điều hành ba quân đánh giặc. Tâu, cuộc kháng chiến lần này thần xin được sắp đặt như sau. Thượng tướng Triều Minh Vương Trần Quang Khải điều hành toàn bộ quân thánh dực hộ giá Thượng Hoàng và quan gia cùng bàn bạc việc quân trong chướng hộ. Thượng tướng Triều Văn Vương Trần Nhật Duật thống lĩnh quân bản bộ thêm 15 đô quân của triều đình chặn đánh giặc từ Quy Hóa Giang về đến Bạch Hạc. Tướng Hưng Chí Vương Trần Quốc Hiến trấn ải Câu Ôn, tướng Phạm Ngũ Lão trấn ải Lão Thử, mỗi người lĩnh 1 vạn quân chặn giặc. Tướng Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn cùng tướng Nguyễn Thức lĩnh 2 vạn quân chặn giặc trên ải Khả Ly. Tướng Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng ngoài quân bản bộ lĩnh thêm 1 vạn quân nữa trấn từ cửa Suốt đến cửa Lục chặn giặc tiến vào sông Bạch Đằng. Phó tướng Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư ngoài quân bản bộ nhận thêm 1 vạn quân thủy nữa trấn từ mũi Ngọc Sơn về đến Vân Đồn để chặn giặc. Tướng Nguyễn Khoái lĩnh 2 vạn quân thủy trấn tại Tháp Sơn để cản giặc trên biển. Tướng Hưng Hiếu Vương Trần Quốc Uất lĩnh 1 vạn quân bộ ngăn giặc đổ quân lên Tháp Sơn. Ta nhắc thêm Phó tướng Nhân Huệ Vương, trách phận của ông là phải bao quát toàn bộ miền biển và bằng mọi cách phải đánh đắm hoặc đốt hết đoàn thuyền tải lương của giặc. Đành rằng việc này là muôn khó, nhưng nếu làm được chắc sẽ tiết kiệm được nhiều máu xương sĩ tốt, và việc đuổi giặc ra khỏi bờ cõi chỉ còn là chuyện sớm tối mà thôi. Đoạn Hưng Đạo quay ra vái hai vua và nói: Tâu Thượng Hoàng, Tâu Quan Gia, thần tạm sai các tướng trấn ải và các vùng trọng yếu để cản giặc, xin Thượng Hoàng và Quan Gia cho ý chỉ. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông tỏ vẻ hài lòng, ngài dụ: Giặc chưa vào cõi mà quốc công đã chuẩn bị chu đáo từ việc luyện quân tập trận đến việc điều động tướng lính và binh lực chấn giữ các nơi hiểm yếu. Xem ra lần này vào trận ta giữ thế chủ động, hẳn đúng như quốc công nói, kim liên tặc nhàn. Vua Nhân Tông cũng nói thêm, quyền tiết chế thống lĩnh chi quân sự và ấn kiếm vẫn thuộc về quốc công, nên việc điều binh khiển tướng quốc công có toàn quyền. Nhưng đưa ra nghị bàn khi ta còn có đủ thì giờ cũng là việc nên làm, để có điều gì cần bổ cứu vẫn còn kịp. Lại nữa, giặc tập trung quân từ cuối tháng 8, tin tức về tới ta cũng phải mất 1 tháng. Nay đã là đầu tháng 10, vậy ta thử ước định xem khi nào giặc tới biên thùy nước ta. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư nói, Tâu, nếu giặc đã tập trung quân đầy đủ ở Ngạc Châu, thì từ Hồ Bắc giặc có 2 đường, một đường qua Hồ Nam đến Quảng Tây rồi tiến vào đất ta, đường thứ 2 qua Giang Tây sang Quảng Đông, quân thủy về Khâm Châu, Liêm Châu, quân bộ qua Quảng Tây để vào nước ta. Như vậy, giặc có đi nhanh cũng phải mất từ 40 ngày đến 2 tháng. Tâu, chắc nay mai sẽ có tin ngoại gián của ta đưa về. Hưng Đạo nói, nhưng mọi việc đều gấp gáp lắm rồi. Nay là đầu tháng 10,
chậm nhất là trung tuần tháng 1, giặc sẽ giáp biên thủy nước ta, chứ không thể là tháng chạp như lần giặc vào ta năm Ất Dậu. Thần sẽ cùng các tướng chia nhau đi kiểm xét các nơi bố phòng và đốc thúc các đội quân người Man khi giặc tới phải rút nhanh vào rừng sâu, sau đó mới đánh vào sau lưng giặc hoặc tiêu diệt các đoàn binh phô tải lương của giặc như trước đây Nguyễn Lộc, Nguyễn Địa Lô, Hà Đặc, Hà Bổng đã từng lập công và làm cho quân thù khốn đốn. Hưng Đạo ngừng lời, những cặp mi bạc trắng nhìn hai vua, nhìn mọi người và ngài thong thả tiếp lời. Tâu Thượng Hoàng, Tâu Quan Gia, để bảo toàn lực lượng đánh giặc lâu dài và nếu chớp được thời cơ đuổi giặc ra khỏi cõi bất cứ lúc nào, thần xin gắng sức. Vì vậy, việc cản giặc tùy nơi tùy lúc, nếu thấy sức giặc yếu, ta sẽ đánh không tiếc sức, khiến giặc phải thua đau đớn và gây cho chúng sự hãi sợ khôn nguôi. Trái lại, nơi nào sức giặc quá mạnh, ta chỉ đánh cầm chừng rồi rút hoặc chỉ chặn đoạn cuối lại mà đánh. Như vậy, giặc sẽ vào được Thăng Long, ta tạm cho chúng ở trọ ít hôm rồi sẽ lấy lại. Xin Thượng Hoàng và Quan Gia rộng lượng. Tuy nhiên, ta phải cố gắng vun đắp cho lòng kiêu ngạo của giặc cao như núi, thời việc phá giặc sẽ thuận hơn. Nhìn về phía Tả Thiên Vương, quốc công nói, xin tướng quốc sai trung thư sảnh đốc thúc các lộ các châu quận trong nước phải kiểm tra ngay việc thực thi kế thành giã và các đội dân binh phải tập trung ngay từ bây giờ, chứ không chờ khi giặc vào tới bờ cõi sẽ hoang mang lúng túng. Tại Thăng Long trước hết, xin tướng quốc sai ti thái trúc cho cất giấu ngọc phả và chuyển các đồ thờ tự trong nhà thái miếu đi nơi khác, kẻo giặc vào sẽ đốt phá hùng hãn. Và nữa, các người già trẻ nhỏ khuyên họ di tán về các làng quê hẻo lánh, tránh ra đường to sâu lớn là nơi giặc có thể lại qua. Các điều quốc công nói phải cấp kỳ thực hiện. Quan gia và tướng quốc dụ cho trung thư sảnh, các đài đô phối hợp cùng làm. Thượng Hoàng Thánh Tông dụ bảo và ngài buông một tiếng thở dài. Đoạn nhà vua quay ra hỏi Hưng Đạo. Sống cạnh anh hàng xóm khổng lồ, vừa gian hiểm ác độc, vừa lăm le thôn tính ta bất cứ lúc nào. Nước ta vừa nhỏ bé, vừa ít người. Trong 3 năm phải đương đầu với 2 cuộc chiến tranh lớn, tưởng không còn gì khắc nghiệt hơn, tàn bạo hơn. Ước sao nước ta là một con thuyền, nhất định ta sẽ rời đi nơi khác, chứ không làm hàng xóm với lũ bất nhân. Quốc công, liệu sau cuộc chiến này, giặc có còn xâm lược ta nữa không? Hưng Đạo đưa tay lên siết lại chiếc khăn màu tía biếc ở trên đầu cho chặt lại, bởi tóc ông dài phải dùng loại khăn này mới bao gọn được. Quốc công chậm rãi. Tâu, Thượng Hoàng vì thương dân và căm ghét giặc nên nói vậy, chứ thực ra Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Trời đã phân định bờ cõi như thế, sao ta còn phải tính chuyện chuyển rời đi đâu nữa, mà chẳng việc gì ta phải đi đâu. Đâu, nước lớn chưa hẳn là nước mạnh, nước nhỏ chưa hẳn là nước yếu. Suy như nước Tống lớn gấp mấy chục lần nước Liêu, nước Hạ, thế mà mấy đời vua Tống liên tiếp phải cắt đất cầu hòa, thường niên cống nạp cho Liêu Hạ, rồi cuối cùng mất về tay người Mông Cổ. Lại như nước ta chắc gì đã bằng một tỉnh của Trung Hoa, thế mà năm Đinh Tị 1257 đánh cho quân Mông Cổ phải tháo chạy nhục nhã, 3 lần sứ đến Hỗn Hào đều bị Tống giam. Và mới đây, năm Ất Dậu, Hối Tắc Liệt đem cả sức mạnh của đế quốc Nguyên sang xâm lấn, tưởng như chúng phải nghiền nát Đại Việt ta thành cám. Thế nhưng, cỗ xe khổng lồ ấy đã bị sức mạnh Đại Việt đánh cho tan tành, cả tướng và quân bị chết và bị bắt đến quá nửa, phải vội vã trốn chạy, gây vết nhơ khó xóa trong lịch sử thiên triều. Hưng Đạo ngừng lời, đưa tay lên chải tròm râu dài trước ngực, rồi thong thả nói tiếp. Như bệ hạ đã biết, ta đánh giặc xiết bao gian nan, nhưng ta đã thắng. Vì sao ta thắng? Bởi ta có sức mạnh trụm lại của cả một bó đũa. Ấy là cả nước muôn người như một sức lòng đánh giặc, quyết giữ lấy giang san, nòi giống. Còn như nhà Đại Tống thua người Mông Cổ, đầu hàng người Mông Cổ, chịu làm nô lệ cho người Mông Cổ, không phải vì dân Trung Hoa không yêu nước, không căm giận ngoại bang và không dám cầm vũ khí đánh giặc, mà bởi vua tôi già Nam Tống nhát hèn vì sợ giặc đã tháo cả bó đũa ra, ném tung tóe mỗi nơi, mỗi chiếc. Và điều họ có thể làm là bằng mọi cách cố kìm nén hoặc hãm hại những bề tôi lương đống có khả năng đánh giặc cứu nước như Nhạc Phi, như Văn Thiên Tường, chỉ cốt cho giặc hài lòng. Đâu có ngờ đó lại chính là hành vi tiếp tay cho giặc, phản dân, hại nước,
ngay kẻ thất phu cũng không làm. Bệ hạ hỏi, sau cuộc chiến này, giả có còn xâm lược nước ta nữa không? Tâu, cái đó còn tùy thuộc vào việc ta làm cho giặc thất bại đến đâu. Nếu như ta đánh cho chúng đại bại, tiêu diệt đáng kể sinh lực nó và trừ được nhiều tướng giỏi của nó, chắc phải 100 năm sau, kẻ làm thiên tử nhà Đại Nguyên cũng chưa dám nghĩ tới việc chinh giao chỉ nữa. Tâu bệ hạ, không phải vì nước Nguyên mạnh mà nó muốn đánh ta lúc nào cũng được đâu. Tâu, nếu triều đình ta nhu nhược, dân ta chia rẽ, binh ta suy yếu rệu rã, nhát hèn, thì quả là việc tồn vong của nước ta đã trao vào tay giặc tựa như vua tôi nhà Nam Tống vậy. Gương mặt nhà vua như bừng sáng, ngài đứng dậy hướng về phía Hưng Đạo Vương, vái một vái và dụ. Quốc công làm cho trẫm tỉnh ngộ, bây giờ trẫm không còn chút do dự nào nữa. Trẫm và quan gia cùng Thượng tướng Chu Minh Vương nắm giữ quân Thánh Dực bảo vệ kinh thành Thăng Long để quốc công cùng chư tướng yên tâm vào trận. Sau cuộc nghị bàn mưu kế phá giặc của triều đình, cả nước sục sôi khí thế giết giặc lập công. Khắp các làng quê, dân binh luyện tập, dân chúng tải lương, chuyển vận binh khí, binh sĩ rầm rập kéo quân lên tận biên thủy hoặc đi chấn giữ các vùng hiểm yếu. Đầu tháng 1, tháng 11 âm lịch, ngoại gián báo về, quân Nguyên đã rời Ngạc Châu đi Quảng Tây từ đầu tháng 9, chậm nhất là thượng tuần tháng 1, giặc sẽ đến biên thủy nước ta. Ích Tắc và bọn Tòng Vong đều được thoát hoan cho theo về nước. Ngoại gián của ta ở Quảng Đông, Quảng Tây cũng dồn dập đưa tin về, tất cả đều nói lên một điều. Giặc Đông chưa từng thấy, không thể ước được con số chính xác, chỉ vài ngày nữa giặc sẽ tới biên thủy. Giặc đã đóng lương thực xuống thuyền, thuyền nào cũng khẩm nặng, ước chở tới 500-600 thạch gạo. Tổng số thuyền lương khoảng non 100 chiếc, thuyền chiến cũng đậu san sát từ ngoài vào trong tới mấy vòng, ước tính hơn 700 chiếc. Tất cả đều đậu tại cảng Khâm Châu. Trước khi giặc vào cõi, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương đã có lời dặn các tướng. Khi giặc mới vào, lực nó còn đang sung mãn, tùy nơi tùy lúc, nếu chắc thắng mới đánh. Còn không chỉ ngăn cầm chừng, rồi lui quân về các nơi quy ước. Phải bảo toàn được lực lượng, phải tiết kiệm máu xương sĩ tốt để dành cho các trận đánh lớn khi cần. Giữa tháng 1, quân kỵ, quân bộ, quân thủy giặc ào vào đất ta như một trận sóng thần. Tất cả các con đường từ biên ải Lạng Châu tiến về Vạn Kiếp, giặc đều chiếm lấy. Đại quân của giặc từ Tư Minh qua Vĩnh Bình ào vào Lộc Châu thì tách ra làm hai cánh. Cánh phía Tây do Bôn Kha Đa, Trịnh Bằng Phi chỉ huy tiến về phía ải Chi Lăng, Lão Thử. Cánh quân phía Đông do Thuất Hoan và Áo Lỗ Xích sau khi qua Lộc Châu tiến về chiếm ải Khả Ly và vòng qua lối Sơn Động, Động Bản. Về phía Tây Bắc, giặc từ Vân Nam do tướng Arup chỉ huy cùng các tướng Atai và Bang Khadai đưa quân qua sông Quy Hóa mà vào nước ta. Ngoài biển Đông, giặc xuất phát từ Khâm Châu nhằm mũi Ngọc Sơn trực chỉ. Chiến thuyền dập biển, buồm căng dập trời dưới sự chỉ huy của Ô Mã Nhi Bạt Đô, tham chi chính sự Phản Tiếp, dẫn quân đi hưng hực khí thế. Mũi Ngọc Sơn thuộc Châu Vạn Ninh, nay là Trà Cổ Móng Cái. Bạt Đô, tiếng Mông Cổ có nghĩa là dũng sĩ. Hơn 400 chiến thuyền do Ô Mã Nhi Phản Tiếp thống lĩnh mở đường đi trước. Các thuyền lương do Trương Văn Hổ, Phí Củng Thìn, Từ Khánh chỉ huy tiếp theo đoàn thuyền chiến. Đoàn thuyền tải lương do Trương Văn Hổ dẫn đầu, Phí Củng Thìn, Từ Khánh, Đoạn Hậu. Tiếp sau đoàn thuyền tải lương là hơn 200 chiến thuyền do các tướng Trương Ngọc, Lưu Khuê hộ tống. Cứ xem cách hành binh thế này, đủ biết Ô Mã Nhi là một tướng tài lão luyện, chẳng trách Hứa Tất Liệt phong cho y mỹ danh là dũng sĩ. Giặc bảo vệ quân lương như vậy, đến một cánh chim sẻ cũng khó lọt vào được, nói chi đến việc cướp lương của chúng. Lại nói Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, từ bữa đi hội bàn kế phá giặc ở Thăng Long về, ông nhớ mãi lời nhắc nhở của quốc công Tiết Chế. Phó tướng Nhân Huệ Vương trách phận của ông là phải bao quát toàn bộ biển biển, và bằng mọi cách phải đánh đắm hoặc đốt hết đoàn thuyền tải lương của giặc. Điều Hưng Đạo nhắc nhở không phải ta không biết. Nếu triệt được lương của giặc thì đạo quân của Thoát Hoan dù lớn đến đâu, hùng mạnh đến đâu cũng trở nên vô dụng. Ta chỉ có 4 vạn quân, quốc công cho thêm 1 vạn để chấn cả một vùng biển trải dài tới non ngàn dặm. Nay phải chống trả một đạo quân trên 12 vạn.
ta phải phân tán để đối phó, còn giặc thì tập trung vào một điểm nên sức mạnh của chúng được phát tác đến tối đa. Nhưng phải lấy đoàn chế trường, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh mà vẫn giành phần thủ thắng như Hưng Đạo thường căn dặn. Đấy là phương sách. Song biến được phương sách ấy thành thuận đánh, thành chiến thắng như ta mong ước, thực là việc muôn khó. Nhưng nếu ta không làm được việc này, thì cuộc chiến sẽ vô cùng cam go và máu xương sĩ tốt cùng bách tính đổ ra không biết bao nhiêu mà kể. Qua mấy ngày đêm suy nghĩ, bỗng nảy ra một kế ở trong đầu. Vương bèn sai viên phó đô tổng quản chuẩn bị mấy lá thuyền cùng vài đô quân lập tức lên đường đi Vạn Ninh khảo sát một lần nữa. Lên hướng bắc ngược gió, thuyền cứ phải chạy vát để buồm ăn gió. Đi được chừng vài chục dặm kể từ khi thuyền rời cảng Vân Đồn thì qua cửa Tiên Yên. Đây là vùng cửa biển có luồng tiếp giáp với một con sông. Ngược sông này bắt gặp nguồn Tam Trĩ, này là Ba Chẽ thuộc Quảng Ninh. Luồng sông này thuyền giặc có thể vào, nhưng càng đi ngược lên lòng sông càng hẹp và độ sâu giảm dần. Giặc có thể lấy đường sông này đổ quân lên bộ, nhưng đường bộ là đường sạn đạo vô cùng hiểm trở nên chưa bao giờ giặc Bắc tiến quân bằng đường này. Ông nhớ năm Đinh Tị 1077, quân thủy của giặc Tống bị giam chân tại cửa ải này, không nhúc nhích lên được một bước. Chợt Trần Khánh Dư hỏi viên phó tổng quản: ông có biết cuộc chiến năm Đinh Tị, đám quân thủy của giặc Tống bị hãm ở cửa bể này như thế nào không? Viên phó tướng lắc đầu: dạ, tiểu tướng không biết. Đầu đuôi thế nào, nó có liên đới đến ta bây giờ không? Xin chủ tướng cho nghe. Nhân Huệ Vương mỉm cười và nhìn lại phía cửa Tiên Yên. Ông nói: chẳng là mấy chục vạn quân xâm lược nhà Tống bị Thái úy Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến sông Như Nguyệt, ngăn không cho giặc sang sông. Chúng phải đóng quân tại phía bờ bắc chờ đám quân thủy này, lấy đường Vân Đồn vào sông Bạch Đằng, rồi ngược lên Vạn Kiếp, đẩy vào sông Như Nguyệt, đón bọn kia sang sông. Vì chúng đã đóng bè vượt sông mấy lần, đều bị Lý Thường Kiệt đánh bại. Quân thủy của giặc do tướng Dương Tùng Tiên cầm đầu, dẫn quân vào Vân Đồn, tức chỗ quân ta đang đóng bây giờ. Tướng giữ hải Vân Đồn của ta là Lý Kế Nguyên. Dương Tùng Tiên đã đánh tới trên 10 trận, trận nào cũng bị Lý Kế Nguyên đánh cho đại bại. Sau y biết là không thể vượt qua lũy ải Vân Đồn mà vào nội địa ta, đành đem quân chốt tại cửa Tiên Yên này. Điều nực cười là chiến tranh đã kết thúc, bọn Quách Quỳ, Triệu Tiết buộc phải ký hòa ước rút số quân sống sót về nước thì Dương Tùng Tiên vẫn không hay biết gì. Sau triều đình nhà Tống phải sai người đi gọi y về, còn bên ta cũng thương tình không truy đuổi. Viên phó đô tổng quản cười sung sướng: bẩm chủ tướng, liệu có cách nào ta hãm được thủy binh giặc nếu sắp tới nó lại vào xâm lấn cõi bờ ta? Chính ta với ông đi chuyến này là để tính chuyện đối phó với thủy binh giặc. Nếu thời cơ đến, sao ta có thể tha mạng cho giặc được? Ta đang nghĩ kế cùng quốc công phải đánh thế nào cho lũ con trời chừa cái thói ngông ngạo tự phụ, cho mình cái quyền định đoạt số phận toàn thiên hạ. Đúng đấy chủ tướng, nó có phải trời đâu mà dám hỗn láo. Mấy năm trước, cái thằng được cha nó phong làm Trấn Nam Vương chẳng bị ta đánh cho suýt chết, phải chui vào giọ tre bọc ống đồng để quân kéo đi như một con chó bị cũi. Ngày đầu lần này nó lại lĩnh ấn thống lĩnh đạo quân Nguyên xâm lược nước ta. Cứ như ý tiểu tướng, lần này bắt được nó thì phải xử theo tội tung xẻo. Bọn này bị tung xẻo thì phải khiếp sợ tới cả trăm đời. Ta cũng không mong gì hơn thế. Trần Khánh Dư đáp và ông nói tiếp: trận chiến sắp tới là hết sức cam go, ta buộc phải thắng. Nếu không thắng, sinh mệnh nước ta khó tồn. Vậy ông gắng cùng ta quan sát lại một lần nữa, xem từ đây ra Ngọc Sơn những chỗ nào có thể phục quân đánh tạt sườn chiến thuyền giặc được. Bẩm chủ tướng, đoạn đường này tiểu tướng thuộc nằm lòng, tiểu tướng có thể nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được không thiếu một đặc điểm nào. Không, ta muốn ông mở mắt cùng ta nhìn xem chỗ nào nên phục quân, phục bao nhiêu là vừa, chỗ nào chỉ nên nghi binh. Và một khi đã đánh giặc cũng phải tính đường thoái, sao cho an toàn, chứ không thể chỉ tính có một đường tiến. Nước ta nhỏ, dân ta ít, làm gì cũng phải sển kiệm. Phó đô tướng quân nên nhớ điều đó. Sau khi đã tới Ngọc Sơn, xem lại địa thế kỹ càng, phiêu kỵ tướng quân Trần Khánh Dư lập tức lên thuyền trở lại Vân Đồn. Trên đường về, ông tâm sự với phó tướng:
hơn 12 vạn quân thủy với gần 700 chiến thuyền dương hết buồm lên lại được gió đông bắc thổi mạnh. Thời khí thế của nó hiên ngang, ngạo nghễ lắm. Giặc vốn coi thường ta, dù đã thua ta nhưng nó vẫn không chịu thừa nhận. Vì thế, ngay từ lúc giặc mới vào tới cõi bờ ta, phải làm thế nào để giặc thấy quân thủy của ta rất sơ sài. Quân thủy của ta không có gì để giặc coi là đối thủ. Phải nuôi cho giặc cái tâm lý ngông cuồng ngạo mạn, coi thường quân ta. Từ đó, nó mới nảy sinh sơ hở. Chủ tướng định tạo cho nó sơ hở để ta cướp lương nó ư? Không được đâu, chúng là quân kẻ cướp lọc lõi, cho nên đi đầu, đoạn hậu và kèm cả hai bên tả hữu thuyền lương đều là thuyền chiến cả. Mình len vào đâu để mà đánh cướp thuyền lương của nó? Hãy cứ nghe ta nói đã. Thuyền chở quân của giặc nhẹ sẽ đi rất nhanh. Thuyền chở lương của giặc nặng nề lắm sẽ đi rất chậm. Vậy thời ta nên có vài trận đánh khi giặc mới vào. Ta phải làm như là đánh thật sự, đánh gan góc, khiến giặc phải vất vả lắm mới đẩy lui được quân ta. Nhưng cũng để lộ ra là lực lượng ta nhỏ, yếu, không đáng cho giặc dừng lại giao chiến. Bởi mỗi lần đánh như vậy, ta chỉ đưa 10-15 lá thuyền nhỏ ra khiêu chiến, rồi bỏ chạy. Cứ như thế, vài ba lần, giặc sẽ khinh thường ta. Thôi được, kế dụ giặc sẽ bàn kỹ với ông. Nhưng từ hôm nay, ông hãy suy ngẫm điều ta nói, sao cho nó nhuần nhuyễn trong ông, rồi biến thành kế của ông, thì mới lừa được giặc. Lại nói, giặc vào tới Lộc Châu, quân chia làm hai cánh. Cánh phía Tây do Bôn Kha Đa và Trịnh Bằng Phi thống suất. Chúng đã đánh ao ạt, cướp được mấy ải, rồi tiến thẳng xuống ải Chi Lăng. Cuộc chiến năm Ất Dậu, hai tướng này cũng vào nước ta bằng con đường này. Và người trấn ải trước là Phạm Ngũ Lão. Năm nay cũng là Phạm Ngũ Lão cản giặc ở đây. Nếu như các đoạn từ biên thùy vào, Bôn Kha Đa, Trịnh Bằng Phi có đôi ba lần phải dừng bước, nhưng chúng cũng nhanh chóng đánh bật quân ta để lấy đường tiến, khiến chúng càng tự phụ. Tướng giả có cảm giác như chúng đang đi vào chỗ không người. Bôn Kha Đa ngoái đầu ngựa lại, nói với Trịnh Bằng Phi: "Ông hữu thừa có thấy lần này quân Giao Chỉ sợ binh uy thiên triều bỏ trốn cả rồi không? Cứ xem cách chúng đem quân ra cản thiên binh, đủ chứng tỏ lời của tướng quân nói là đúng." Trong khi đó, hàng nghìn kỵ binh của giặc cứ rầm rập phi nhanh về phía ải Chi Lăng. Những tên Mông Cổ vẻ mặt nghênh ngang đầy ngạo mạn, vừa phi ngựa vừa chĩa cung lên trời, nghe rõ những tiếng dây buông phần phật. Tên nào tên ấy mặt đỏ gay như chúng đang lên cơn say máu. Bỗng từ đâu đó, một tiếng nổ xé trời, lửa lóe sáng như những tia chớp, khói đen bao phủ kín cả núi rừng. Con đường độc đạo hẹp, vanh vanh hai bên là hai vách đá dựng đứng, lúc này mù mịt khói đen. Giáp mặt cũng không nhìn thấy nhau, và từng viên đá to bằng những chiếc thúng từ hai bên vách núi cứ đều đều lăn xuống như tiếng thác reo. Đá lăn vào đầu, vào chân ngựa, đá đập vỡ sọ những tên giặc ngạo mạn. Tiếng ngựa giống, tiếng giặc la hét hoảng loạn. Những con ngựa còn sống sót, hốt hoảng nhảy dựng lên, hất ngã những tên kỵ sĩ, không còn đủ sức bám yên cương, liền bị lũ ngựa chạy quần đạp cho gãy xương, vỡ sọ. Toán đi trước, hàng mấy trăm đứa, gồm cả người lẫn ngựa bị diệt, không còn một đứa nào sống sót. Đám quân phía sau, người ngựa dồn lên, chen chật như nêm, khiến ngựa không thể quay đầu. Trong khi đó, quân ta từ trên những chòm rừng cây bắn tên lửa bùi nhồi xuống, khiến lũ ngựa lồng lên, và thế là chúng dẫm đạp lên nhau loạn xạ. Quân chúng không còn sức chống đỡ, cũng không biết quân ta bắn chúng từ phía nào. Rồi hàng loạt tên tẩm độc bắn xuống như mưa, giặc chết ngổn ngang, xác người xác ngựa chồng đống lên nhau. Trịnh Bằng Phi, Bôn Kha Đa phải bỏ ngựa leo qua đầu lính tháo chạy mới thoát chết, và chúng phải lui quân trở lại phía sau. Mặc dù lệnh tiến quân như lửa đốt đầu, nhưng tướng giặc không dám xem thường quân Đại Việt nữa. Chúng lắc đầu bảo nhau cái cửa quan này đúng là quỷ môn quan, bách nhân khứ nhất nhân hoàn. Nghĩa là đây là cửa quỷ, 100 người qua mới có một người trở về. Hai ngày sau, giặc vẫn phải lấy đường này để vào sâu trong đất ta. Nhưng chúng xua quân Tân Phụ đi trước. Cứ mỗi toán 100 tên lính Tân Phụ lại có 10 tên kỵ sĩ Mông Cổ đi kèm sau. Nói là để bảo vệ, nhưng thực ra là để thúc ép. Giặc đi dò dẫm từng bước, toán nọ cách toán kia tới cả dặm đường. Nhưng Phạm Ngũ Lão đã lui binh về phía sau, chỉ còn để lại những nghi binh dọc đường.
chỗ thì một ụ đất mới đắp với tấm bia mộ bằng thân cây mới đẽo và hàng chữ ghi trên mộ chí: nơi đây là mồ chôn quân xâm lược nhà Nguyên. Những nấm mồ giả và mộ chí như thế này làm chột dạ đám quân Tân Phụ lót đường. Nhưng bọn quan quân Mông Cổ thì hết sức căm tức, và khi không có dấu hiệu quân ta cản đường nữa, chúng tỏ vẻ hung hăng, thúc quân như vũ bão. Chợt lại hiện ra một đoạn đường có dây căng từ mép rừng bên tả sang mép rừng bên hữu, cứ liên tiếp dày đặc và kéo dài tới mấy chục trượng. Quân Tân Phụ là quân các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Tướng giặc sai quân lui và cho cắt thử vài đoạn không thấy có dấu hiệu gì. Biết quân Việt nghi binh triều tức, Ôn Kha Đa cả giận quát: kỵ binh tiến trước, lấy dao chặt hết dây chằng dọn đường cho quân đi. Lập tức cả trăm kỵ binh xông lên, chúng lăm lăm các thanh đao để ngửa lưỡi và phóng ngựa thật nhanh. Đao sắc tới mức khi lưỡi đao chạm phải những dây chằng tựa như chạm vào những sợi tơ nhện. Bất chợt tới đoạn gần cuối, dây đứt làm cho bẫy đá từ hai bên sườn núi lăn xuống ầm ầm, khiến quân giặc kinh hoàng. Chúng hét la inh ỏi, tưởng cảnh mấy ngày trước lại tái diễn và chúng sẽ bị chôn sống trên đoạn đường này. Nhưng loáng thoáng chỉ có dăm con ngựa và mấy tên lính Mông Cổ bị đá đè chết. 10 đứa gãy chân tay cùng gần chục con ngựa què, không đi được phải bỏ lại. Đi được một đoạn, thấy có tấm bảng bằng thân cây mới đẽo vỏ với hàng chữ nét mực còn tươi: quân giặc muốn thoát chết, hãy quay đầu trở về Bắc Quốc. Thưa quý vị và các bạn, quân Nguyên Mông xâm lược nước ta lần thứ 3, chúng chia làm nhiều mũi tiến công. Một cánh quân gồm kỵ đội tiến thẳng vào Ải Chi Lăng. Chúng ào ạt tiến vào và đã bị chúng mũi tên tầm độc, đất đá và những cách đánh tinh nghịch không có trong binh pháp. Đặc biệt chúng bị uy hiếp về mặt tinh thần bởi những lời lẽ được viết ra dọc đường. Những trận đánh trả ban đầu đã đủ làm cho quân giặc hoang mang. Tuy nhiên, chúng vẫn chủ quan tưởng rằng quân giao chỉ không còn đủ sức để chiến đấu. Chúng đã mắc vào mưu của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và vua quan nhà Trần. Mời quý vị và các bạn đến với những diễn biến của trận chiến tranh vệ quốc lần thứ 3 với quân Nguyên Mông trong phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bạo Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Toán quân đi trước sợ hãi dừng lại. Ôn Kha Đa hét lớn: đi thẳng, không được đụng vào nó. Quân giặc tuy tiến nhanh nhưng nỗi sợ hãi vẫn đeo bám hoài. Tới một đoạn đường như rộng ra, dừng lùi về hai phía tả hữu, thấy căng một tấm bảng với hàng chữ: lũ chó săn hán gian, hãy coi chừng. Ôn Kha Đa mỉm cười khoát tay cho quân cứ tiến. Trịnh Bằng Vi chạnh lòng, sai quân bắn đứt sợi dây treo. Tấm bảng rơi úp mặt có chữ xuống đất. Hắn căm tức tự hẹn: ta thề sẽ mổ bụng moi gan quân giao chỉ hỗn xược. Giặc tiến chừng 5-7 dặm nữa, bắt gặp một hình độ bằng dương to, như người khổng lồ bị treo cổ lên một cành cây vươn dài gần tới giữa đường. Ngang ngược thằng hình độ có tấm cót với dòng chữ: quân du mục Mông Cổ nộp mạng ở đây. Đám quan tướng Mông Cổ có đứa biết chữ Hán, chúng gầm lên và sai quân đốt thằng hình độ rồi đốc thúc quân tiến càng nhanh. Đường rẽ sang nẻo phía tây, mặt đường cứ hẹp dần, hai ngựa sóng đôi đã rất khó đi vì rừng che gai ăn lấn ra mép đường. Đoạn đường này không có vách đá dựng đứng hai bên như hai bờ tường thành ở cửa quan Chi Lăng, mà thuần che gai ken dày đặc chẳng kém các vách thành. Đoạn này thường gọi là thiết trúc quan, tức cửa che gai. Tới đoạn đường che mọc dày tới mức các ngọn tre đan kít vào nhau che lấp hết ánh sáng mặt trời, khiến đi trên đường mà có cảm giác đi trong hang tối. Thình lình hiện ra một thằng hình nộm bị treo cổ ở trên ngọn tre. Trước cổ đeo một viên đá to gấp mấy lần viên đá nén cà và một dải vải trắng buông dài như chiếc phướn nối từ ngực thằng hình độ xuống với hàng chữ thật bất ngờ: thoát ngoan, nộp mạng tại đây. Lòng đầy tức giận vì quân giao chỉ dám xúc phạm đến trấn Nam Vương, Ôn Kha Đa liền dương cung bắn vào sợi dây. Chẳng may bị trạch,
tên cắm đúng mắt trái thằng Hình Độ, cũng tức là mắt trái của Thoát Hoan Hình Độ. Đó là một điểm gở. Bôn Kha Đa giận điên cuồng, y lệnh cho đám kỵ sĩ Mông Cổ phải bắn đứt sợi dây kia ngay lập tức. Liên đó mấy chục cánh cung giơ lên, chỉ nghe thấy tiếng phịch, thằng Hình Độ đã rớt xuống. Mấy ngọn tre bật lên cũng làm rơi xuống một bọc gì đó vỡ tung. Từ trong đó, những con cào cào châu chấu, cánh cam, bọ dừa bay vù vù đậu vào mặt mũi, áo quần đám quân tướng và lừa ngựa bốc mùi thối khủng khiếp. Đây là một đòn đánh bất ngờ, giặc không thể lường được. Cái mùi thối nồng đặc do những con vật có cánh bay, đậu lăng xăng khiến hàng ngũ giặc cả người và vật đều rối loạn. Giữa mùa đông lạnh giá, kiếm đâu ra nước để tắm rửa. Thậm chí những viên tướng muốn ra lệnh cũng không dám mở mồm vì những con châu chấu đã bâu vào môi, vào mũi, vào mắt chúng rồi vù bốc bay đi. Há mồm ra thì sợ các thứ dính phân kia sẽ rơi vào miệng. Miếng đòn này quả không nằm trong binh pháp nào cả. Bởi khi quân triều đã rút đi thì việc đánh nhỏ lẻ vào hàng ngũ giặc thuộc về các đội hương binh. Và cách đánh tinh nghịch này chắc lại xuất phát từ các chàng trai có chút chữ nghĩa, nghĩ ra lắm trò. Như những chàng trai ở Hạo Thôn đã vẽ một con gà tự treo cổ, thề không đẻ trứng cho quân Mông Cổ ăn. Còn như cái mùi thối kia là gồm các loại phân chó, phân trâu, phân lợn hòa trộn, nhuyễn vào nhau, pha thêm nước đái trâu, rồi bắt các loại cào cào châu chấu, nhốt chung vào đó. Khi bọc vỡ ra, chúng bay đi tìm cách thoát thân và gặp cái gì chúng bâu đậu vào cái đó. Sau này nghĩ lại, Trịnh Bằng Phi và cả Bôn Kha Đa đều không thể quên được một trận thua nhục nhã. Một trận phải nếm phân xúc vật của giao chỉ mà địch thủ chỉ là những con sâu con bọ, và tất cả lũ bại tướng này chiến công thì dư thừa, chữ nghĩa cũng không thiếu, mà phải suốt đời ngậm tăm, giấu biệt, không dám kể với bạn bè một trận thua mất mặt và cũng được cười, và hầu như bọn họ không dám viết lại một chữ nào lưu quốc sử thiên triều. Khi Hưng Chí Vương và Phạm Ngũ Lão làm nhiệm vụ cản giặc xong rút đi, có để lại một số quân cho các cửa ải tiếp theo. Nhưng dù có được tăng quân thì các cửa quan ải cũng chỉ làm chậm bước tiến của chúng, chứ không thể giữ đất đến cùng. Hai ngày sau, Bôn Kha Đa cho quân tiến đánh cửa Lãnh Kinh rất gấp. Cửa ải này do Hưng Đức Hầu Trần Quán cầm cự quân giặc. Nhờ địa thế hiểm trở và vũ khí tinh xảo, Hưng Đức Hầu chỉ dùng 3.000 quân tinh nhuệ để ngăn giặc. Quân Nguyên vẫn có lối đánh sở trường là dùng sức mạnh của kỵ binh áp đảo đối phương. Giặc cho hàng trăm con ngựa chiến với các kỵ binh Mông Cổ phóng như bay, và chúng vừa cưỡi ngựa vừa bật dây cung, tên bắn vun vút rít lên trong gió, tưởng như lũ chúng có thể quân nát cả cái ải này chỉ trong thoáng lát. Nhưng cửa quan đã đóng sập, đám kỵ sĩ dừng ngựa trước ải. Những con ngựa chiến vùng thảo nguyên to cao lừng lững bị ghim cương bất ngờ, chúng đều chồm hai vó trước lên và hí vang tức tối. Quân giặc vón lại thành một đám đông chờ lệnh. Đúng lúc đó, Hưng Đức Hầu cho thúc chống đồng và hàng nghìn cung thủ với nỏ Liên Châu tầm độc. Chỉ cần đầu mũi tên chích xước ra thì ngay cả lũ ngựa chiến cũng trong giây lát là tê liệt toàn thân, mắt trắng dã như mắt cá luộc, miệng sùi bọt và giấy đạp vài cái rồi tắt thở. Ngựa còn thế, lũ lính kia sao chống đỡ nổi. Mặc dù đám quân Mông Cổ đều đội mũ da, có mảnh giáp da nịt khít vào lồng ngực làm giáp hộ tâm, lại có cả khiên để che người, song một khi chúng đã dồn nhau lại lúc nhúc như cá trong chậu, thử hỏi làm sao mà che chắn được, làm sao mà chống đỡ lại được với các cung thủ thiện xạ và những mũi tên như có mắt thần của ta. Người và ngựa giặc chết hàng loạt, chúng cứ khuỵu chân xuống rồi vật vã như những thân cây bị luỗng gốc. Từ phía sau, tướng giặc Bôn Kha Đa giận đến sôi máu, y quay lại nói với Trịnh Bằng Phi như gắt: "Lũ giặc nhãi danh này làm quẩn chân ta, từ khi vào đất nó tới nay mới có 6-7 ngày trời mà ta phải giao chiến tới gần 20 trận rồi, trong khi Trấn Nam Vương mong ta từng ngày, ta thề phải giết hết dân nó, xé nát giang san nó." Rồi y lấy roi ngựa, vẫy lũ quân phía sau tiến lên. Thương thay lũ người và ngựa Mông Cổ liên tiếp gục ngã trong đống, không kịp ngáp, không kịp kêu. Kỵ binh vốn là niềm kiêu hãnh của Hốt Tất Liệt, bởi nó đã từng làm nghiêng đổ biết bao quốc gia từ đông sang tây. Vậy mà nó phải thúc thủ trước một ải lũy sơ sài ở cái xứ giao chỉ bé bằng bàn tay.
Càng nghĩ, Bonkada càng tức giận, do đó lại càng thúc quân vào chỗ chết, tới mức không chịu nổi trước hàng đoàn người ngựa cứ chất lăn quay chồng đống lên nhau. Trịnh Bằng Phi mới lựa lời: "Tướng quân, ta hãy tạm lui quân rồi trị tội giặc sau." Bonkada hừ một tiếng rồi quay đầu ngựa. Trịnh Bằng Phi biết ý vẫy quân lui, rồi sai lũ quân tân phụ tiến lên khiêng xác những tên Mông Cổ chết trước ải. Đám quân tân phụ bị đẩy lên nhặt xác, tưởng sẽ làm mồi cho quân Đại Việt. Chúng run sợ bước đi ngập ngừng, trong lòng luôn nghĩ đến cái chết, nhưng không một đứa nào dám quay đầu lại. Bởi tiến lên, sống chết còn nhờ vào sự may rủi, chứ quay đầu lại thì nắm chắc phần chết. Lạ thay, từ lúc kỵ binh Mông Cổ quay đầu ngựa tránh xa vùng cửa ải, thì quân Đại Việt không bắn thêm một mũi tên nào nữa, mặc dù quân tân phụ kéo đến lấy xác bọn lính chết rất đông. Đám quân tân phụ, đứa nào cũng đeo lủng lẳng một chiếc bùa hộ mệnh trước ngực với mấy chữ triện: "Tổ sư sắc lệnh trấn." Bện rất săn, nhưng chúng không tin vào thần linh Trung Hoa nữa, bởi thần linh Trung Hoa cũng sợ người Mông Cổ, vì rằng mỗi khi tướng Mông Cổ nổi sung thì mạng sống của quân tân phụ không hơn một con ngoé. Thế mà giờ đây quân Đại Việt lại không giết họ, họ thầm biết ơn. Dừng lại 2 ngày chôn cất các xác chết và cho quân nghỉ ngơi, Bonkada lại thúc quân tiến như vỗ bão vào cửa quan Lãnh Kinh. Bữa nay quân Nguyên tựa như một võ sĩ thượng thừa, gồng hết sức lực để đấm vào một cánh cửa đã mở toang, vì rằng quân Đại Việt sau khi chặn đứng được sức tiến công của giặc và làm cho chúng thương vong tới mức không chịu nổi phải quay đầu tháo chạy, thì họ cũng lui quân để bảo toàn lực lượng. Bonkada cho quân tiến thẳng về ải Nội Bàng mà không vấp phải sự cản trở nào nữa của quân Đại Việt. Tới Nội Bàng, y được biết trấn Nam Phương cũng mới qua đây 3 ngày. Lại nói cánh quân lớn nhất của giặc đi với Thoát Hoan, có Bình Chương Chính Sự Áo Đỗ Xích làm phó tướng, lĩnh 1 vạn quân tinh nhuệ tháp tùng trấn Nam Phương, và tướng A Ba Chi lĩnh 1 vạn quân kỵ đi trước mở đường. Chúng nhanh chóng đoạt được ải Nữ Nhi, ải Khả Ly, rồi tiến về Sơn Động để đánh qua ải Nội Bàng. Sức tiến quân của giặc thật là nhanh, mạnh, ào ạt tựa như một trận cuồng phong, tưởng không có một sức nào cản được hoặc chống lại nó. Thoát Hoan đem theo Trần Ích Tắc, còn Lê Tắc bị gạt lại ở Tư Minh để đi với cánh quân sau. Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương sau khi cử các tướng về những nơi hiểm yếu cự giặc, ông tự mình dẫn 1 đạo quân lên trấn ải Nội Bàng. Nội Bàng là cửa ngõ tiến vào Vạn Kiếp. Vạn Kiếp là một địa bàn chiến lược tối quan trọng. Nếu quyết giữ Vạn Kiếp, ngăn không cho giặc vượt ải Nội Bàng. Nhưng lần này, giặc đưa quân thủy và chiến thuyền sang nhiều, lại được quân kỵ, quân bộ hợp sức mạnh mẽ. Chắc Thoát Hoan nỗ lực chiếm lấy Vạn Kiếp. Giặc giữ Vạn Kiếp, tức là giặc phải lưu đóng xung quanh khu vực ít nhất cũng phải 20 vạn quân để giữ đất. Và một khi ta kìm chân được 20 vạn quân giặc, thì số còn lại vài 30 vạn nữa sẽ không đủ sức khống chế quân ta trên một chiến trường trải rộng khắp đất nước, từ Lạng Châu đến Thăng Long, Thiên Trường và cả vùng Hoan Ái. Ấy mới chỉ nói trên bộ, còn trên sông trên biển thì bao la bát ngát, giặc sao đủ sức kiểm soát. Tới lúc đó sẽ xem khâu nào sung yếu, khâu nào dễ dứt điểm, rồi đem quân nhiều đánh quân ít, bóc gọn từng mảng. Giặc không có phương cách gì có thể chống lại quân ta được. Còn bây giờ, hãy cứ để cho nó dương uy, hãy cứ để cho nó phát tác lòng kiêu ngạo. Quân ta từ các ải Nữ Nhi, Khả Ly, một phần tản vào rừng sâu phía sau lưng giặc, một phần rút về Nội Bàng. Sau khi nghe các tướng tâu báo, quốc công nhận thấy lần này Thoát Hoan rất hung hăng ngạo mạn, muốn ra oai sấm sét để tạo lập khí thế cho 3 quân. Bởi phần đông số quan tướng và lính tráng hiện diện trong hàng ngũ Thoát Hoan đều là đám quan quân đã thua trận tại đây năm Ất Dậu, chắc chửa hoàn hồn. Tính toán chủ liệu mọi việc xong xuôi, quốc công liền cho quân lui về phía sông Thiên Đức để ngăn giặc tiến về Thăng Long. Vì vậy, khi Thoát Hoan qua ải Nội Bàng, vượt sông Bình Giang, tiến vào Vạn Kiếp, không gặp một trở ngại nào. Sông Bình Giang là sông chủ ngày nay. Lập tức Áo Lỗ Xích cho quân chiếm lĩnh các ngọn núi cao, lập làm đồn trại. Các bến đò phản lại Bình Than đều có quân án ngữ. Các bãi trống trong thung lũng nhìn ra Lục Đầu Giang được lập thành mấy trại quân lớn.
Các đầu sông hợp về hai ngã ba đều có thuyền bè tuần tra nghiêm ngặt. Các con đường thiên lý cũng có các chốt quân án ngữ. Áo Lỗ Xích còn cho một đội du binh đi dọc triền sông Bình Than xuôi về phía hạ lưu là có ý dòm ngó tới con sông Bạch Đằng. Chúng chỉ đi vài chục dặm rồi quay lại, tất cả đều yên tĩnh, không hề thấy bóng dáng quân Đại Việt. Một sự yên ắng đáng nghi ngờ. Thoát Hoàn bèn triệu Bình Chương chính sự Áo Lỗ Xích, Hữu Thừa A Ba Chi vào chứ hổ để hội bàn việc quân. Các tướng vừa an tỏa thì Bôn Kha Đa và Trịnh Bằng Phi cũng đưa quân về hội. Các tướng vào chào Trấn Nam Vương và kể lể về sự cam co dọc đường, phải đánh nhau trên dưới 20 trận và quân chết kể tới hơn 3.000 đứa. Thoát Hoàn nói lời an ủi rồi sai lấy rượu ngon ra khoản đãi. Sau vài tuần rượu, chủ tướng nói: "Đánh Giao Chỉ lần trước ta cũng đi lối mà lần này ta vừa đi. Nhưng lần trước không một ải nào không phải đánh nhau với giặc. Ác chiến nhất diễn ra tại ải Đội Bàn. Ta chia quân làm 6 mũi với đánh Đội Bàn. Hưng Đạo chống nhau với ta suốt từ giờ Tí đến giờ Thân rồi trốn thoát. Khi ta đưa quân vào Vạn Kiếp, Hưng Đạo chống trả quyết liệt. 3 ngày sau ta mới đuổi hết quân Giao Chỉ ra khỏi khu vực này. Tới khi ta đem quân vào Thăng Long, Hưng Đạo lại luồn về phía sau ta chiếm lại Vạn Kiếp với số quân đông tới mấy chục vạn, uy hiếp Thăng Long. Cũng may Toa Đô phá vỡ cửa quan Nghệ An, đem quân ra Thanh Hóa, đánh vào sau lưng giặc, khiến quân Trần nao núng. Trần Kiện đem 2 vạn quân ra hàng, thân vương Trần Ích Tắc cùng nhiều người trong hoàng tộc đem cả nhà và quân bản phủ tới cửa ta xin quy thuận thiên triều. Ấy thế mà năm nay Hưng Đạo lại bỏ ngỏ Đội Bàn, bỏ rơi Vạn Kiếp cho ta lấy, không mất một mũi tên nào, là cớ làm sao? Có phải cuộc chiến năm Ất Dậu ta đã làm cho Giao Chỉ kiệt quệ, nay nó chưa gượng dậy được và không đủ sức kháng cự lại đại binh thiên triều? Có đúng là quân Giao Chỉ yếu hay đây lại là kế của Hưng Đạo? Các ông nói thử ta nghe. Bôn Kha Đa vừa nếm đòn đau đớn trước ải Lãnh Kinh xin nói: "Bẩm Trấn Nam Vương, cánh quân phía tây Lũ Thần đi qua, giặc chống trả quyết liệt lắm. Từ đó suy ra đủ biết đây là kế của Hưng Đạo chứ không phải quân Giao Chỉ kiệt quệ đâu." Hữu Thừa A Ba Chi lên tiếng: "Đất nước bé bằng cái bàn tay, người thì một rúm, nó gồng sức lên đỡ trận đòn năm Ất Dậu cũng kiệt sức rồi. Các ông bị quân nó chống trả quyết liệt nhờ vào mấy cửa quan mà thủ hiểm, nhưng rồi cũng phải bỏ chạy, chứ sức đâu kháng cự mãi với thiên binh của thiên triều." A Ba Chi hô tay lên chém gió, miệng nói oang oang: "Bẩm Trấn Nam Vương, đúng là giặc cố gắng đến tuyệt vọng để kháng mệnh thiên tử, nhưng quả thực nước nó kiệt quệ lắm rồi, không dám chống chọi lại thiên binh nữa. Đứng tài như Hưng Đạo mà còn chạy không dám ngoảnh đầu lại. Chắc chỉ vài trận kịch chiến nữa là vua tôi nước nó phải ra hàng. Xin Trấn Nam Vương chớ ngại." Hữu Thừa Trịnh Bằng Phi nói: "Tâu các ông tả Hữu Thừa nói đều có lý cả, song ta chớ nên coi thường giặc. Coi thường giặc sẽ dẫn tới đánh giá không đúng về nó, và vì thế đôi khi gây cản trở cho chính ta." Không khí trở nên yên lặng, mọi người nhìn nhau dường như họ đều chờ ý chỉ của Thoát Hoàn. Bỗng Thoát Hoàn nghiêng đầu về phía Áo Lỗ Xích nói: "Ông Bình Chương, theo ông phán quyết tình thế quân Giao Chỉ hiện nay thế nào? Và vì sao Hưng Đạo bỏ cả Đội Bàn lẫn Vạn Kiếp một cách dễ dàng như vậy? Liệu đây có phải là kế của Hưng Đạo không? Nếu là kế thì ta có nên giữ Vạn Kiếp không?" Áo Lỗ Xích với vẻ suy tư cân nhắc rồi nói: "Chắc chủ tướng còn phân vân, bản thân tôi cũng rất phân vân. Chúng ta đều biết An Nam là một nước nhỏ, không thể so được với những nước mà các đại hãn đã chinh phục. Nhưng ta không thể không thừa nhận họ có nhiều tướng giỏi, mà Hưng Đạo là một tướng mưu trí, ngoan cường, thắng không kiêu, bại không nản. Còn như về phần nội lực của nước họ, khó có thể nói họ đủ sức chịu đựng trong cuộc chiến tranh này. Cứ suy như nhà Đại Nguyên ta, đất đai trải rộng mênh mông, nhiều người nhiều của. Thế mà đầu năm Bính Tuất 1286, thiên tử hạ chiếu chính Giao Chỉ, các đại thần đã xuống vào can như sen ghê ở hành tỉnh Hồ Quảng đã tâu về triều. Tỉnh tôi trấn giữ hơn 70 sở, luôn năm chinh chiến, quân sĩ tinh nhuệ đều mệt nhọc ở ngoài, kẻ còn ở lại đều dài yếu, mỗi thành ấp nhiều không quá 200 quân. Năm ngoái Bình Chương A Lý Hải Nha xuất chinh, thu 3 vạn thạch lương, dân còn kêu khổ, nay lại thu gấp bội số đó, quan không có tích chữ, còn mua ở trong dân,
trăm họ sẽ khốn khổ khôn xiết. Còn như Tuyên úy Ti Hồ Nam thì can, đưa năm đánh Nhật Bản và dùng binh ở Chiêm Thành, trăm họ mỏi mệt vì vận chuyển phú dịch nặng nề, quân sĩ mắc phải chứng lệ chết rất nhiều. Dân chúng kêu than, tứ dân bỏ nghiệp, người nghèo phải bỏ con để cầu sống, kẻ giàu phải bán sản nghiệp để ứng dịch. Nỗi khổ như bị treo ngược, mỗi ngày một tăng, nay lại có việc đánh giao chỉ, điều động đến trăm vạn người, tiêu phí đến nghìn vàng, đó chẳng phải là việc để thương quân dân. Còn rất nhiều lời can với tình cảnh bi đát hơn nhiều. Vì thế, thiên tử mới hoãn việc Nam chinh tới nay. Áo Lỗ Xích ngước nhìn Thoát Hoan nói tiếp. Chủ tướng đến như nước Đại Nguyên ta không bị chiến tranh tàn phá, đã gần chục năm nay mà dân chúng còn khổ sở đến thế. Thử hỏi An Nam bị quân ta tàn phá cách đây chưa được 3 năm, sao họ đã có thể kịp hồi phục mà nói nội lực họ khá lên được? Phải nói giao chỉ kiệt quệ rồi, ấy là so sánh để biết việc đánh dẹp năm nay. Giao chỉ sẽ cầm cự được bao lâu? Còn như chủ tướng hỏi, có nên giữ vạn kiếp không? Theo ý riêng tôi, nếu lần này Hưng Đạo quyết giữ vạn kiếp, thời bằng mọi giá ta cũng phải đẩy ông ta ra mà chiếm đóng. Nay cả một vùng chiến lược quan trọng và bậc nhất đã vào tay, đó là trời cho ta đấy, sao chủ tướng còn phải băn khoăn? Nếu không có vùng này làm căn cứ, nay mai Ô Mã Nhi đem hơn 700 chiến thuyền với hơn 10 vạn quân thủy đến, sẽ neo đậu ở đâu, lấy đâu làm căn cứ xuất phát để truy đuổi Hưng Đạo, truy bắt Nhật Huyên, dẹp yên giao chỉ? Vậy thời ta yên tâm, Thoát Hoan đáp và nói thêm, tới nay vẫn chưa có tin tức cánh quân Vân Nam, và ta cũng nóng lòng về đội hải binh của Ô Mã Nhi cùng đoàn thuyền tải lương của Trương Văn Hổ. Ta chờ Ô Mã Nhi tới mới có phương tiện đánh vào Thăng Long. Ta chờ Trương Văn Hổ đem lương thực đến thì mới yên tâm đưa mấy chục vạn quân vào trận. Về cánh quân Vân Nam mà Thoát Hoan trông đợi, hữu thừa tỉnh Vân Nam là tướng A Rốc cùng với chư vương A Tai và Mang Khu Đai cầm đầu, một đạo quân chừng 5 vạn gồm quân kỵ, quân bộ và quân thủy chúng vào nước ta bằng đường Quy Hóa Giang. Lần này giặc vào đông hơn lần trước và cũng trên con đường quen thuộc mà chúng đã đến và đã tháo chạy. Ỷ thế quân đông nên chúng có vẻ hung hăng, quân kỵ thì xông xáo sục sạo hai bên vệ đường, gặp nhà thì đốt nhà, gặp lều quán chợ búa thì đốt lều quán chợ búa. Cái gì lấy đi được thì chúng lấy đi, không lấy đi được thì chúng đập phá hoặc đốt. Dân chúng triệt để dùng kế thanh dã. Giặc đến đâu cũng chỉ thấy vườn không nhà trống, chúng càng tức giận. Giặc đi sâu vào đất ta tới 5-60 dặm mà không gặp một sự chống trả hoặc cản trở gì, chúng đều cho là qua cuộc chiến năm Ất Dậu, giao chỉ kiệt quệ không còn sức chống trả, nên đã bỏ trốn. Vì vậy, chúng nghênh ngang như vào chỗ không người. Sầm chiều, mưa phùn lây phây, gió bắc thổi mạnh, những cánh buồm no gió lại xuôi nước, cứ chạy băng băng như ngựa phi nước đại. Bầu trời như xà thấp xuống gần sát với các tàng cây trên đỉnh núi. Từ nửa chiều đã không còn nhìn thấy mặt trời. Những tên lính Mông Cổ, những tên lính Hán ở phương Bắc thường quen với thời tiết có băng tuyết lạnh giá, nhưng gặp cái lạnh ở xứ nóng ẩm này thật khác thường. Cái lạnh như cứa vào thịt da, lạnh xuyên cả vào trong tâm can tỳ vị, khiến cơ thể như bị teo tóp lại. Lính Mông Cổ có áo da che chắn được cả gió và những hạt mưa nhọn li ti không len lách được vào cơ thể, và những chiếc ổng giả khiến chân không phải xúc tiếp với nước nên chúng chưa cảm thấy cái rét kèm thêm cả sự buốt giá. Nhưng lính Hán chỉ có áo bông, giày vải, một khi đã thấm nước, thời cơ thể nhiễm một sự buốt lạnh không cách gì chống đỡ nổi, trừ khi được ngồi trong căn nhà kín gió bên đống củi than đỏ hồng. Kỵ binh giặc đi trước bò xa đoàn thuyền, những cánh buồm đỏ thấm nước đã chuyển sang màu đen. Trong bóng chiều chạng vạng, vài chục con thuyền nhỏ ẩn trong khe lạch chờ xông ra đánh chặn khúc đuôi của đoàn chiến thuyền giặc. Bỗng một tiếng nổ xé trời, trống đồng khua thúc vang dội và hàng ngàn cây cung nỏ với tên tầm độc nhằm về phía những tên cầm lái thuyền. 1, 2, 3, 4, 5 chiếc mất lái, gió tạt buồm khiến thuyền quay ngang, những chiếc đi sau không kịp chuyển hướng. Và cứ thế, chiếc nọ đâm thẳng vào chiếc kia, vỡ toát, gây ra tiếng động khủng khiếp như tiếng sét đánh bất ngờ.
quân giặc trên các chiến thuyền gãy, vỡ nước tràn vào, khiến chúng hoảng loạn xô đẩy nhau. Ngay lập tức, những chiếc thuyền nhỏ của quân Đại Việt xông thẳng vào đám thuyền giặc đang ngổn ngang trong đống. Các dũng sĩ tay lăm lăm mã tấu, nhảy lên thuyền giặc, người thì đốt thuyền, người thì tìm giết những tên xâm lược. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, và quân Việt xốc tới nhanh như quân nhà trời, làm cho giặc hốt hoảng, trở tay không kịp. Nhiều đứa bị chết do thuyền va đập, nhiều đứa nhảy ao xuống sông, vừa rét buốt, vừa không biết bơi, nên chìm nghỉm. Đứa giơ tay xin hàng, đứa chui đầu vào khe góc khuất, bỗng chồng ra ngoài, tưởng như thế là thoát chết. Trong thoáng lát, quân phục của Thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đã vứt được hơn 30 chiến thuyền ra khỏi đoàn thuyền giặc. Tất cả đều bị đốt hoặc bị đánh chìm. Số quân bị bắt chỉ có 40 đứa, nhưng số bị giết và bị chết đuối lên tới con số ngàn. Chắc hẳn có một số tên biết bơi cũng trốn thoát. Và rất nhanh, đoàn quân đánh chặn rút đi, để lại mặt sông với những cây cột buồm nghiêng ngả, với những cánh tay chới với, giơ lên cầu cứu. Đoàn thuyền giặc đi trước, khi biết bị chặt mất đuôi, không còn cách gì quay lại để ứng cứu được. Bởi một chiếc rừng thì cả đoàn sẽ xô vào nhau gãy vỡ và chìm đắm hết. Đoàn quân chiến thắng giải tù binh về trình chủ tướng. Trông thấy những tên giặc mặt tái mét, rét run cầm cập, chẳng khác đám chuột đồng chạy lụt. Trần Nhật Duật sai đốt lửa, lấy quần áo cho chúng thay, rồi cho ngồi sưởi ấm. Khi chúng đã tạm hoàn hồn, lại cho ăn no. Được đối xử tử tế, chúng thật không ngờ. Ăn xong, tất cả bọn chúng đều sụp lạy tạ ơn. Thượng tướng cho phép chúng ngồi tự nhiên và hỏi, ta với các ngươi có thù oán gì không? Đám tù binh lý nhí đáp, bẩm không ạ. Thấy chúng nghe hiểu được tiếng Tàu, thượng tướng lại hỏi, vậy chứ các ngươi là người Hán? Trong số này, có ai là người Mông Cổ không? Một tên mạnh dạn đáp, bẩm quan, chúng con là người Hán, quê ở Giang Nam, không có ai là người Mông Cổ, bọn Mông Cổ chúng chỉ là kỵ đội thôi, bọn nó sợ nước, đâu dám xuống thuyền. Trần Nhật Duật lại hỏi, trong số các ngươi đây, ai là đô tướng? Mấy đứa nhìn nhau, rồi nhìn về một góc tối, chỗ đồng bọn đang chúi đầu sưởi ấm. Trần Nhật Duật biết chỗ ấy có đứa chỉ huy, ông gọi chúng ngồi xích lại gần, rồi nói, các người đều là người Hán, là dân nước Trung Hoa, chứ không phải nước Nguyên đúng không? Đúng ạ, chúng đồng thanh đáp lời. Vậy cho nước Đại Việt ta với nước Trung Hoa các ngươi có thù oán gì với nhau không? Bẩm không ạ. Ta biết nước các ngươi đang bị người Mông Cổ thống trị, các ngươi bị ép phải đi đánh nhau. Bẩm đại quan đúng thế ạ. Đại quan đèn trời soi xét, chúng con bị ép buộc phải xuống thuyền ạ. Các ngươi có thấy người Mông Cổ phân biệt đối xử, họ khinh miệt các ngươi, thường đẩy các ngươi vào chỗ hiểm nguy, các ngươi là vật lót đường thế mà. Bẩm thượng quan dạy rất đúng, thân phận chúng con bị rẻ rúng, nhục lắm ạ, xin thượng quan thương tình, tha cho chúng con về. Đã biết nhục, bị bức bách đi vào chỗ chết, lại biết Đại Việt với Trung Hoa vốn không có thù oán gì, vậy sao khi vào nước ta, các ngươi cũng hung hăng tàn bạo, không kém quân Mông Cổ? Bẩm đại quan, chúng con vừa đi tới đây đã bị bắt, chúng con đã kịp lên bờ đâu mà bảo chúng con gây tội ác. Trần Nhật Duật nghiêm dậy, đúng là các ngươi vừa tới đây đã bị bắt, nhưng ta biết cuộc chiến năm Ất Dậu mới đây, lũ quân người Hán các ngươi đã gây nhiều tội ác cho dân ta, không kém quân Mông Cổ, vơ vét của cải, xăm soi mọi góc xó tìm kiếm báu vật đồ đạc, đốt nhà giết người, hãm hiếp đàn bà con gái, không một tội ác nào các ngươi không làm. Các ngươi có thể cãi, các ngươi mới bị bắt vào lính, các ngươi vừa tới đây, nhưng ta dám chắc trong số các ngươi đây ít nhất cũng có 5-7 đứa đã theo quân Mông Cổ vào cướp nước ta trong cuộc chiến năm Ất Dậu vừa rồi. Nước ta độ lượng, biết các ngươi có tội nhưng không tra khảo đánh đập, không giết để các ngươi tự vấn lương tâm mà hối cải. Trần Nhật Duật nghiêm khắc nhìn vào mặt những đứa mà ông nghi là nó đã đến nước ta trong cuộc chiến tranh lần trước và cả những đứa mà ông nghi nó là đô tướng. Lạ thay, ông nhìn vào đứa nào, đứa ấy tái mét mặt đi, hoặc cúi gằm xuống với vẻ ngượng nghịu sợ sệt như là một sự tự thú. Đoạn ông hỏi, trong đám các ngươi đây, có ai biết chữ thì giơ tay lên. Chúng rụt rè, mãi sau mới có 5 đứa giơ tay. Nếu video mang tới cho quý vị những thông tin bổ ích, quý vị hãy đăng ký và like để chúng tôi.
có thêm động lực để cho ra những video hay và bổ ích hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi tới cuối video. Hãy comment góp ý cho chúng tôi để kênh phát triển hơn và mang tới cho quý vị những câu chuyện lịch sử hay và quý giá hơn nữa. Cảm ơn và thân chào quý vị.